Kính chào quý khách hàng. Thì hôm nay có thời gian rảnh rỗi và cũng như là còn cái con Rilla Card 362 cuối cùng ở cửa hàng bên em. Thì em làm cái video để có một cái số thông tin em muốn chia sẻ với mọi người. Thì trong quá trình sử dụng cái con này thì chắc chắn quý khách hàng sẽ từng gặp một số cái tình huống mà cần phải có cái hướng xử lý như sau. Có nghĩa là một trong hai cái tai mic này nó bị mất sóng là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là mình cố tình mình muốn đổi sang cái băng tần khác, thì mình phải đồng bộ giữa cái tai mic như vậy và đầu thu này như thế nào. Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là cái volume của cái con mic này nó ra to quá, nó bự quá. Thí dụ như nó đưa xuống con vang này chẳng hạn, con vang này mình chỉ mở có 1 2 3 thôi là nó đã to lắm rồi. Mình muốn gọi là mình muốn giảm cái volume của con này lại thì mình phải làm sao? Đó là hai cái tình huống mà em thấy là mọi người thường gặp nhất. Thì hôm nay em làm video, em hướng dẫn cho mọi người một cái số điểm để cho em hướng dẫn cho mọi người một cái cách để mà mình lấy lại tần số của nó ha. Thì đầu tiên giới thiệu cái sơ lại cái tai mic con này. Thì khách hàng mà mua cái con mic này là sẽ đều đánh giá là cái con này nó sẽ ít tạp âm. Ít tạp âm có nghĩa là mình để xuống bàn á là nó không có thu những cái tín hiệu xung quanh mà nó chỉ thu vào cái hướng là trực diện của miệng mình phát vào trong này. Thì tại sao? Thì mọi người lưu ý giùm em, cái con mic này á là cái đặc điểm của nó là loại dynamic, tức là loại điện động á, chứ không phải là condenser đâu nhé. Loại điện động là cấu tạo của nó là giống như cái con loa của mình á, là nó cuộn dây nó quấn trong cái 500, nó đơn giản vậy thôi. Thêm một cái tình huống nữa là em đang dùng ở đây á, em đang dùng là cái phím này là cái phím mềm nhé, nó không phải phím cọc cọc đâu. Thì mình nhấn nó vô là mình dẫn rồi là nó lên đó, nó lên rồi nó hiện cái tần số của nó. Thì cái pin này á, em đang sử dụng là pin sạc là 1V 2. Mọi người lưu ý giùm em ha. Hồi sáng có ông khách hàng tự nhiên ông nhảy vô, ông dạy đời. Có nghĩa là ông nhảy vô ông dạy đời á, ông chửi cho một tăng tơi bời qua lá luôn mà không biết ông ở đâu ra. Tự nhiên mình đâu có chọc phá gì ông đâu, ông nhảy vô ông chửi, để em sẵn tiện video em cho mọi người xem ông này ông chửi có văn hóa lắm nè. Tự nhiên ông nhảy vô. Tự nhiên ông hỏi bên em là cái pin 1,5V còn hàng không, ông mua. Ông này có cái nick nè. Người Nhật hay sao không biết nữa, mà người Nhật gì mà sao vô duyên vậy không biết. Cái ổng hỏi em là 1,5V có bán không, bà có không bán cho ổng mua. Em nói là em hết hàng rồi, em còn 1,2V à. Ổng nói 1,2V xài không được. Em nói ổng là em xài được mà em bán nhiều lắm, mà thật sự là khách hàng của em mua 1,2V đầy đúng không, Energizer. Xong ổng chửi cho anh Tăng nè, xài vẫn được nhưng nó không hoạt động hiệu quả, thằng ngu này lắm mồm, bố mày là kỹ sư điện ở đấy mà cãi với bố, ngu ngục cút, buôn bán ngu mà còn không biết tiếp thu, hí hí. Xong rồi ổng tắt luôn. Ổng không cho mình trả lời cho ổng, mà thật ra em cũng không rảnh để trả lời mấy khách hàng vậy ha. Thật ra em không có phân đua với lại khách hàng đâu, khách hàng ai cũng giỏi hết, thì em có chỉ có mình em ngu thôi mà, em đâu có dành em giỏi với khách đâu. Khách ai cũng khôn hơn em hết, em có dành em khôn hơn khách đâu mà. Thành ra comment này comment cho văn minh chút xíu ha mọi người, đừng có chửi tội nghiệp ha. Rồi quay lại vấn đề chính cái con này. Bây giờ thí dụ như con này tần số của nó là 638 ha, để em đưa nó to cái màn hình lên cho nó dễ thấy. 638. Thế cái con tai thu này nó là 635. Bây giờ mình muốn hai cái đứa này nó dính lại với nhau thì mình phải làm sao? À, thì mọi người để ý nè, trên cái nguyên cái màn hình nó chỉ có một cái đèn duy nhất thôi. Cái chữ IR nằm chỗ này nè. Đó, thấy không? Cái chữ IR này em zoom to lên nè. Đó, thấy không? Cái chữ IR đó là kế bên có cái khung á, đó là cái đèn hồng ngoại bên trong ha, cái đèn hồng ngoại để nó đồng bộ tần số. Cái đèn hồng ngoại của cái đầu thu nằm đây. Còn cái đèn hồng ngoại của thằng phát nằm đâu? Nó nằm trong này nè, cứ tháo nó ra. Đó, nó sẽ nằm ở cái mặt chỗ này nè. Nè, thấy cái mặt gương chỗ này không? Đó. Thì bây giờ mình muốn hai đứa này nó hiểu nhau thì làm sao? Có cái phím chỗ này nè, phím sin nè, sin là đồng bộ á. Đây nè, để em zoom to lên cái chữ sin nè, thấy không? SINC chỗ này nè. Đó, mình nhấn vô chỗ này một cái là nó sẽ phát cái sóng hồng ngoại ra. Đó, mình nhấn vô đi, cứ nhấn vô đi là thấy. Đó, nó hiện cái chữ sin nè, thấy không? Đó, sin nè. Rồi mình kê cái mắt này thôi vô. Kê cái mặt này vô chỗ này. Đó, mình kê vô mình thấy nó lên là nó lên. Chờ đi. Đâu rồi? Đây nè. Đó, lên rồi thấy chưa? Đó. Nghe em alo mọi người nghe nè, thấy tiếng không? Đó. Đó. Nó có rồi đó. Thấy không? Đó là coi như là mình đồng bộ cái con này với con này. Rồi xong phim chỉ có vậy thôi. Bây giờ là alo alo, nó thấy không? Có tiếng không? Đó là chơi được rồi ha. Đó là giải quyết cái tình huống thứ nhất. Rồi, tới cái tình huống thứ hai, có nghĩa là cái volume của con này nó to quá, chịu không nổi. Thì giờ mình phải làm sao? Việc đầu tiên, mình sẽ biết cái volume này con này nó hiện bao nhiêu. Hiện tại nó đang chỉ thị trên ngay chỗ anten là 10 dB nè.
Có nghĩa là tín hiệu đầu ra của nó là 10 dB rất là lớn nha, không đùa đâu. Bây giờ mình muốn nó nhỏ lại thì mình phải làm sao? Giữ cái phím set này cho em. Giữ luôn nha. Giữ cho nó hiện cái chữ display nè, thấy không? Display nè, cái mình bấm qua trái qua phải ha. Qua trái đi. Group cài đó. Lever, là nó hiện cái lever này đúng không? Set vô cho em. Vô. Đó nó hiện cái chớp chớp nè, thấy chưa? Nó hiện 9 dB nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ chọn tăng hay giảm đây theo các phím này. Ví dụ tăng 12 nè, tăng 15 nè, tăng 18 nè, đó là bự nữa đó, càng càng lớn là càng lớn ha. Thì mình cho vừa phải thôi, thí dụ như khoảng 9, em thấy khoảng 9, khoảng 12 là ok. Còn tùy nhà, nhà mà to nữa thì mình cho xuống 6, còn nhà mà nhỏ nữa mình cho xuống 3, nhà nhỏ nữa mình cho xuống 0, tùy cái nhu cầu của mình ha. Thí dụ em thì em thường xét cho khách em để là 9, còn có nhà thì hát vẫn còn đòi nhảy to hơn thì em cho 12. Còn nhà mà muốn nhảy hơn nữa, dàn loa đặt xa, có nghĩa là loa người ta đặt mút chỉ đằng kia, còn người hát đứng đây, thì em cho lên 15 luôn. Em không sợ hú, cho nó nhảy nhảy lên chút xíu, hát cho nó đã ha. Đó, ví dụ em lấy ví dụ chính đi. Ok, chính rồi đúng không? Rồi bấm set. Rồi, xong. Đơn giản vậy thôi. Là coi như là cái output của nó là nó output của nó là sao? Có nghĩa là output của nó là 9 dB, là nó nhỏ xuống chút xíu để cho mình dễ chịu ha. Rồi, ở đây mọi người sẽ thấy cái chỗ là SQ nè đúng không? SQ này là cái chỗ cắt giảm tần số nhiễu. Thì cái chỗ này mọi người sẽ muốn vào cái chỗ SQ này chỉnh thì mình phải làm sao? Giữ phím set cho em. Giữ phím set tiếp tục, giữ luôn, đó là hiện display. Là mình qua nè, group nè. Level nè. SQL TCH này đúng không? Rồi, ok, vào đó cho em. Nó vào 10 dB. Thì mình càng tăng thì sao? Thì nó sẽ cắt nhiễu càng nhiều. Thì mình sẽ bù lại là mình phải hát to. Còn mình càng giảm thì nó sẽ cắt nhiễu càng ít, thì bù lại thì độ nhảy nó cao. Nó đơn giản vậy thôi. Đó là ba cái vấn đề em trình bày về cái con này. Thì đó là cái kênh con này. Bây giờ giả sử cái tai mic bên này, giả sử cái tai mic bên này mà nó bị mất tần số nữa thì mình phải làm sao? Mình cũng làm y chang như vậy, nhưng mà các cái phím là mình sẽ làm cái phím bên này. Nhưng mà con mắt thì con mắt hồng ngoại thì nó vẫn nằm chỗ này. Đó, có nghĩa là mình nhấn đồng bộ tần số là kênh, nhấn cái phím bên này cho cái màn hình bên này. Rồi mình kê cái tai mic vô cùng cái lỗ này, thấy không? Đó, dĩ nhiên là hai cái tần số hai bên nó phải khác nhau ha mọi người. Đó là ba cái vấn đề em trình bày về cái con mic Rilakkas UR362. Thì khi quý khách hàng trong quá trình sử dụng có phát hiện thêm một số cái vấn đề nào mà cần phải được làm rõ, hoặc là cần chưa hiểu, hoặc là muốn biết thêm về nó như thế nào, thì cho em một cái comment ở dưới cái video này, để em còn gọi là mình đang có sẵn đây nè, thì mình biết đường, mình mò, mình tìm, mình sẽ hướng dẫn cho khách. Rồi những khách hàng nào mà thích thì cho em một like ha. Khách hàng nào xem video này thì lần đầu tiên thì đăng ký kênh của em. Còn khách hàng nào mà không thích thì cũng cho em comment ở trên đó là anh không thích cái này, lý do là nằm ở chỗ nào anh không thích, thì để chi để em rút kinh nghiệm, bữa sau em tiết chế là cái chỗ đó hoặc là cái mục đó, em không nói sâu nói xoáy vô hoặc là không đụng chạm vô bất kỳ ai. Thì nói chung là càng ngày thì kênh mình nó càng phát triển đi lên ha mọi người. Thành ra góp ý nhau là gọi là mình ghét nhau thì mình cũng đừng có cho lời cay đắng nhau, nghe nó xấu hổ ha mọi người. Lớn hết rồi mà góp ý nhiều kênh, nhiều khách hàng góp ý mắc cười lắm, góp ý như trẻ con vậy đó, chửi té tát vào mặt luôn ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.